Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Suzuki Seat 2018 có giá chính thức tại Việt Nam rẻ hơn Toyota Vios bản taxi. Ford Everest bản nâng cấp mới chốt lịch ra mắt khách hàng. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Trước hết, mời các bạn tham khảo một biển báo cấm rẽ trái 123A. Biển này không cấm quay đầu. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới, với ký hiệu QCVN 41-2016, BG5VT Bộ Giao thông Vận tải triển khai áp dụng biển báo cấm rẽ trái 123A không cấm quay đầu trên cả nước. Theo quy chuẩn mới này, biển báo cấm rẽ trái mang số hiệu 123A có tác dụng cấm các phương tiện giao thông rẽ trái, kèm theo việc cấm các phương tiện giao thông quay đầu. Nhưng đối với quy định mới, chỉ cấm các phương tiện không được rẽ trái tại vị trí đặt biển báo, nhưng có thể quay đầu khi gặp biển báo 123A. Điều này được ghi rõ tại phụ lục B điểm 23, QCVN 41-2016, BG-TVT. Như vậy, khi gặp biển báo cấm rẽ trái thì các bác vẫn có thể quay đầu, và nếu như trường hợp bị cảnh sát giao thông dừng lại đòi xử phạt thì các bác có thể dõng dạc tuyên bố: biển báo cấm rẽ trái 123A cho phép quay đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016. Chúng ta cùng xem trong luật giao thông đường bộ ghi rõ biển số 123A cấm rẽ trái và biển số 123B cấm rẽ phải. Để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải theo hướng mũi tên chỉ ở những vị trí đường giao nhau, phải đặt biển 123A cấm rẽ trái hoặc 123B cấm rẽ phải. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ rẽ sang trái hoặc sang phải, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Trước khi đặt biển cấm rẽ, cần đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp. Đây là một điểm khá mới trong quy chuẩn Việt Nam mà nhiều người lái xe có thể chưa biết tới. Với sự thay đổi này, người lái sẽ thuận tiện hơn khi muốn đổi hướng tại vị trí có gắn biển báo 123A. Tuy nhiên, khi tiến hành quay đầu xe tại các nút giao nhau, người lái cần chú ý quan sát kỹ tình hình giao thông và xử lý phù hợp, tránh gây ùn tắc và mất trật tự giao thông. Suzuki Seat 2018 có giá chính thức tại Việt Nam rẻ hơn Toyota Vios bản taxi. Những chiếc Suzuki Seat nhập khẩu về Việt Nam năm nay vẫn là phiên bản giống của năm 2017, tuy nhiên được giảm giá tới 66 triệu đồng. Trong khi Toyota Vios được nâng cấp mới thì Suzuki Seat không hề thay đổi trang bị. Trong lần nhập này, mẫu xe của Suzuki sẽ lấy giá bán làm điểm mạnh trong cuộc đua doanh số sedan hạng B tại Việt Nam, khi giá được giảm tới 66 triệu đồng so với năm ngoái còn có 499 triệu đồng, đúng như mức tạm tính mà các đại lý đã chào khách đặt cọc trước đây. Suzuki Seat 2018 vẫn được phân phối chỉ với một phiên bản số tự động. Mặc dù vậy, giá xe Seat lại thấp hơn Vios phiên bản limo dành cho taxi là 525 triệu, ngang với Hyundai Accent bản AT. Xe Seat vừa về Việt Nam vẫn chưa phải là bản facelift, phiên bản nâng cấp mới chỉ lộ vừa rồi ở Ấn Độ nhưng cũng chưa ra mắt toàn cầu nên khả năng về nước trong năm nay là không cao. Ngoài giá thay đổi, Suzuki Seat 2018 được trang bị động cơ xăng 1,4 lít K14B 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa khoảng 92 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại đạt 130 Nm tại 4.400 vòng phút. Mẫu xe được trang bị hộp số tự động 4 cấp cùng hệ thống treo trước MacPherson với lò xo cuộn, treo sau thanh xoắn với lò xo cuộn. Suzuki Seat 2018 mang đến cảm giác cầm vô lăng rất thoải mái, đầu xe ngắn cùng bán kính quay chỉ có 5m4 cho phép Seat di chuyển trong không gian hẹp rất dễ dàng. Vô lăng được trợ lực điện rất nhẹ ở tốc độ thấp, ở tốc độ cao thì vô lăng trở nên đầm hơn. Động cơ hoạt động mượt mà, tăng tốc chậm rãi, phản hồi chân ga tốt với phanh thông gió phía trước và phanh tăng chống phía sau, giúp cho người lái xử lý tốt các tình huống khẩn cấp. Nhờ giảm sóc cứng nên việc lái tốc độ cao vào cua tốc độ cao xe vẫn giữ được cân bằng tốt. Khi chạy qua những hố sâu trên đường ở tốc độ 60 km/h thì Seat giải quyết vấn đề rất nhẹ nhàng, xe hơi nảy lên và bộ phận giảm sóc phản hồi lại nhanh gọn, không tạo cảm giác khó chịu. Đây là điểm yếu của Seat khi so với các đối thủ như Vios là 107 mã lực, City là 118 mã lực CVT và Accent là 100 mã lực AT 6 cấp. Trang bị an toàn cơ bản của Seat chỉ dừng lại ở hỗ trợ phanh ABS, EBD và BA, camera lùi và hai túi khí. Hệ thống cân bằng điện tử vẫn chưa được đưa vào mẫu sedan hạng B này. Bù lại cho động cơ không được mạnh và công nghệ an toàn có phần sơ sài, trang bị khác trên xe Seat vẫn bám đuôi các đối thủ trong phân khúc: đèn chiếu sáng halogen sử dụng projector, ghế ngồi bọc da, vô lăng tích hợp nút chức năng,
có đàm thoại rảnh tay, hệ thống giải trí đến từ màn hình 7 inch, điều hòa tự động. Nếu so về trang bị, Suzuki CS vẫn chưa thể bằng được các mẫu xe hạng B khác, nhưng giá bán năm nay sẽ là yếu tố giúp cho mẫu xe này vốn ế ẩm bán tốt hơn trong năm nay. Năm 2017, Suzuki CS chỉ bán được có 359 chiếc, chỉ bằng 1/5 số lượng của xe Vios bán ra trong một tháng. Ford Everest, bản nâng cấp mới chốt lịch ra mắt khách hàng. Phiên bản mới của Ford Everest ít thay đổi về ngoại hình, nhưng động cơ và hộp số dùng chung với Ford Ranger Raptor. Xe sẽ ra mắt sau một tháng kể từ lần xuất hiện trong sự kiện nội bộ. Ford Việt Nam chính thức công bố ngày ra mắt cho xe Everest phiên bản mới vào ngày 29 tháng 8. Sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 20 tháng 7, chiếc Ford Everest facelift đã xuất hiện sớm tại sự kiện nội bộ dành cho các đại lý tại Đà Nẵng. Ford Everest năm nay sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, tuy ngoại thất không mấy khác biệt. Bản facelift 2018 của mẫu xe này thay đổi ở cản trước và bộ vành 20 inch 6 chiếu kép kiểu mới. Lưới tản nhiệt có nan mảnh hơn, nội thất xe vẫn quen thuộc, nhưng điểm mới là hệ thống đề nổ bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Động cơ và hộp số là nâng cấp đáng giá trên xe Everest mới. Bản cao cấp nhất được trang bị động cơ tăng áp kép dung tích 2 lít cho công suất 213 mã lực và mô men xoắn tới 500 Nm kết hợp hộp số tự động 10 cấp, tương tự Ranger, Wildtrak và Raptor mới ra mắt. Nhờ đó, Everest sẽ trở thành xe mạnh nhất phân khúc. 3 phiên bản thấp hơn sử dụng động cơ dung tích 2 lít nhưng tăng áp đơn nên công suất chỉ đạt 180 mã lực. Hộp số 10 cấp dùng chung, phiên bản tiêu chuẩn có hộp số sàn 6 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc là 2 cầu theo tùy chọn. Các công nghệ an toàn trên mẫu SUV này cũng nằm đầu bảng với cảnh báo điểm mù, làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ga tự động thích ứng và hỗ trợ đỗ xe tự động. Ford Everest có thể là mẫu SUV 7 chỗ khung bán tải thứ 3 trong năm nay được giới thiệu trong nước. Trailblazer và Fortuner đã kịp cập cảng sớm và mở bán tại thị trường. Pajero Sport theo dự kiến cũng sẽ về đại lý sớm nhất vào cuối tháng 8 này. Giá dự kiến cho Everest mới được đại lý cho biết từ 850 triệu cho đến 1,2 tỷ đồng. Giá bán thực tế có thể thay đổi khi xe ra mắt. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.